Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên của buổi sáng của ngày 12 tháng 10 năm 2023. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em rất là nhiều hàng mới cập bến. Chia sẻ đến các bác, địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Các bác ơi, cát này, cái gì nhỉ, Vanda này, Vanda hoa rất đẹp như về nhá. Nhà em có một số cái mặt hoa Vanda rất đẹp, đẹp ơi gọi là đẹp ơi là đẹp. Hôm qua em mới giới thiệu các bác 4 mặt hoa, nhưng hôm nay nó dỡ thùng ra nó còn một cái mặt hoa nữa đây. Em giới thiệu luôn cho các bác nhá, tí nữa các bác đặt hàng thì cứ alo cho em nhá. Hồng đỏ này, hồng đỏ cho em. Mặt hoa này là hồng đỏ chấm nhá. Đấy, đẹp chưa? Siêu đẹp luôn. Và cái hàng này là hàng em đang bán hàng hoa nhá. Về các bác mua chỉ mua mặt hoa thôi. Đấy, ngoài ra trâu bò lợn gà em rất nhiều. Và đây em dỡ thùng ra em có một cái mặt hoa này siêu hot hit luôn, nhà em đang dỡ này. Một chậu nó có từ 2 thân trở lên nhá. Một chậu nó có từ 2 thân trở lên. Đó là hải yến nhá. Hải yến hoa nhiều màu. Có thể là có một chậu nó có một thân to, hai con nhỏ. Đó. Hàng này em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Đó. Các bác ơi, hàng này hàng dễ gió nhá. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Nó sẽ có mấy mặt hoa này. Tím blue này. Đó. Hồng này. À tím này là tím gì thì em cứ nói như này. Mặt hoa thứ hai này. Đó. Mặt hoa thứ ba này. Đây mặt hoa thứ ba đây, hồng hết đây. Nó có 3 mặt hoa nha các bác nhá. Đó. Đây em cho các bác xem lại đấy. Và hoa này thì siêu thơm luôn. Một năm nó ra rất là nhiều lần hoa, cứ hết đợt này đến đợt khác. Hoa thì cực kỳ là thơm, thơm lắm lắm ấy. Hải em gọi là hải yến tím, hải yến hồng, hải yến xanh. Rồi, 120.000 một em, 3 em. Thì 3 chậu như thế này thì các bác được miễn phí ship nhá. Đây về nhà em đang dỡ hàng ra, em treo dốc ngược đây. Đó, các bác nhìn thấy chưa, hàng dễ gió nhá. Đây, nhà em rất là nhiều vô cùng, tổ quốc ta ơi. Sau đây em sẽ lên em giới thiệu tiếp một số mặt hàng châu xả giá cực kỳ yêu thương nhá. Chậu thứ nhất này. Chậu thứ hai là 1-2 con này. Mít rụt luôn nhá. Chậu thứ hai này. Chậu thứ ba này. Chậu thứ tư này. Mã này ok lắm các bạn. 4 chậu 5 cây 400.000 nhá. Và các bác ơi, cái hàng này làm cái gì nhỉ? Nó to và nó đẹp thì nó sẽ đắt hơn. Nó bé mà nó hơi lỗi nhiều hơn thì nó sẽ rẻ hơn nhá. M24 gồm có 5 chậu, giá 400.000. 5 chậu 6 cây nhá. 1 này, chậu này chậu 2 cây nhá. 1 này. 2 này. 3 này, em nói nhiều có khi nó cũng còn dịu ấy. Cây này hơi xước một chút nhá. 4 này, đây cái mã này nó sẽ hơi lỗi hơn một chút. Đây cây này nhá. 5 này, 5 chậu 6 cây có 400.000 thôi. Đó, M24 và mã M25 gồm có 5 chậu 6 cây 350.000. Chậu thứ nhất này. Chậu thứ hai này. Chậu thứ ba này. Chậu thứ tư này. Và chậu thứ năm nhá, 5 chậu 6 cây giá 350.000. M26 gồm có 5 chậu giá 6 cây giá 350.000. Chậu thứ nhất đây, 2 cây, nó sẽ hơi lỗi một xíu đây các bác nhá. Một, em phát hiện ra lỗi thì em nói, mà em không phát hiện ra lỗi thì các bác hoan hỉ nhá. Chậu thứ hai này, bị một tí này này. Chậu thứ ba, ui dồi ôi, cây này to lắm, nhưng mà cây này em vừa đánh gãy này, nó bị một tí đây nhá. Em vừa đánh gãy xong đấy. Đó, các bác nghe rõ hộ em. Chậu thứ tư này. Và chậu thứ năm này. 5 chậu 6 cây giá 350.000. M27, một chậu, một con mẹ, một con, tổng nó là bao nhiêu nụ hoa nhỉ? Hình như là 6 nụ hoa thì phải. Con này hình như là 6 nụ hoa. Con, thằng con có 2 nụ hoa này. Con mẹ 4 nụ hoa là tổng 6 nụ hoa. Giá em chia sẻ với các bác giá 340.000. Đấy, bông hoa siêu dài luôn nhá. M28, một con mít này. Con này nó chỉ hơi bị xước một tí đây nhá. Em chia sẻ với các bác con này là
ba nụ hoa, em nhìn qua là ba nụ nhá. Giá 300.000 này. Lá bản lá to hũm nhá. Hũm này lá xếp chữ V luôn. Và các bác ơi, các bác nghe rõ hộ em, hai mã trở lên em Thúy bao ship nhá. Còn một mã các bác cộng thêm cho em 35.000 tiền ship. Con này 4 nụ nhá, 300.000. Hời cực kỳ luôn. M29 là một con này có 3 nụ này. Con này giá em chia sẻ với các bác giá là 170.000. 170.000 M29. Mã M30, 3 con này nó bị lỗi lá về, các bác chơi nụ thôi cũng được. Giá 250.000. Và bác nào mua cái mã này thì vui lòng đập cái chậu gỗ ra, lấy cái chậu nhựa bên trong hộ em thôi. Tại vì nó nặng tiền ship lắm. Con này 3 nụ này. Con này 3 nụ này. Về mình chơi nụ con này. Con này cũng 3 nụ là 6 nụ này. Con này mấy nụ? Con này 2 nụ ấy sao ấy? Em không đếm. Con này hầu như là... Con này em nhìn thấy hình như là 2 nụ thì phải. 2 nụ nhá. Thế là 8 nụ nhá. 250.000 mã M30. M31. Con này 4 nụ. Giá là 170.000. 170.000. Đó. Em vừa nhập được một cái lô cát toàn mặt hoa siêu đẹp luôn các bác nhá. Và cái hàng này là hàng em bán cho các bác là hàng chưa có nụ. Có nghĩa là nó ở trong cái lô này nó sẽ có cây có nụ và cây chưa có nụ. Có nghĩa nụ nó gọi là mèo ấy. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển nó sẽ hỏng, cho nên là em bán hàng chưa nụ, chưa mèo, để cho về các bác dưỡng cây ở nhà để ra nụ, ra mèo, để hoa nó sẽ khỏe hơn nha các bác nhá. Khỏe hơn. Cho nên mấy cái thứ nhất, thứ hai là về trong quá trình vận chuyển ấy, nó bị xịt ấy, nó bị xịt nụ, nó hỏng thì các bác đừng có bắt đền em, cho nên em bán hàng không mèo. Đợt này em về rất là nhiều mặt hoa nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đó. Đẹp chưa? Mặt hoa này, mặt quỷ này. Xanh cốm lưỡi đỏ này. Trắng lưỡi hồng này, cam loang này, lông heo này, hắc tùng chóp này, la khom cha xí này. Và đây, mặt hoa đây. Em cứ gọi là, và mặt hoa nữa đây. Nó đang có thực tế tại vườn nhà em. Màu cam nhá, màu vàng cam, siêu đẹp luôn. Và hàng này em Thúy bảo hành cho các bác là hàng một lá, bông hoa siêu to luôn. Hàng một lá bông hoa siêu to luôn này. Đó, nó chưa nở hết nha các bác nhá. Đây, một số cây nó nở bói này. Hoa siêu đẹp luôn. Đây, cái hàng này trắng lưỡi hồng ấy này. Nó chưa nở hết rồi đâu, nhìn nó không rõ nhá. Đó. Hàng này em Thúy sẽ chia sẻ với các bác giá là 90.000 một cốc như thế này. Các bác mua 5 cốc em Thúy miễn phí ship. Đó. 5 cốc em Thúy miễn phí ship. Và cái hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác, chứ không phải là nó cố định là một mùa hoa nhá. Nó ra hoa quanh năm. Và các bác ơi, các bác hãy là người thông thái. Mình mua cái chậu nó nhỏ nhỏ, nó ít thân như này, nhưng mà nó nhiều thân tơ, nó còn hơn là các bác mua những cái chậu ở những chỗ khác người ta bán nhiều thân nhưng mà toàn thân già về thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đây nhà em thân tơ tít nhá. Thân tơ tít mầm non nó vẫn còn đang tiếp tục lên. Và em nói rõ này, trong quá trình vận chuyển thì có một số cái mầm nó non quá, nó có về nó đen hay nó hỏng hay nó gì, nó làm sao sao, thì các bác cũng chấp nhận hộ em nhá. Không là một số bác là cứ vạch vòi ra, hoặc là có thể là ở trong thùng bắt đầu nó lên mầm nhưng mà nó xước xác rồi nó sẽ thâm. Các bác cứ bắt đền em, các bác trừ tiền là em không chịu đâu nhá. Em nói trước cho các bác nghe như vậy, tránh trường hợp là mất lòng. Em là em Thúy là hay nói thẳng nói thật. Đấy, cho nên là cái giọng nó không được ngọt lắm. 5 chậu như thế này em Thúy miễn phí ship nhá. Đấy, và hoa cát cực kỳ thơm, ra quanh năm ngày tháng, hết đợt này đến đợt khác. Đây em đánh dấu riêng ra. Và nhà em hàng về em đã treo dốc ngược ra để về dưỡng cây, rồi về các bác chỉ việc trồng thôi. Và các bác, khi các bác trồng thì các bác đẩy cho em cái chậu nhựa này ra. Đấy, để trồng sang cái một cái giá thể mới cho nó nhiều cây. Cho nó đẻ nhiều cây, cho nó cây nó phát triển nhá. Và một chậu nó thù thuộc vào mặt hoa. Mặt hoa thân nhiều thân và mặt hoa ít thân. Có một số mặt hoa ít thân thì các bác, nếu mà các bác là lấy những cái mặt hoa nó không ngưng ý, nhưng mà các bác cứ đòi là nhiều thân thì các bác cũng, em nói trước là nó nhiều thân hay ít thân nó phụ thuộc vào mặt hoa nha các bác nhá. Chứ các bác đừng có một số bác cứ đòi lấy nhiều mặt hoa, lấy nhiều nhiều thân là không được. Đó. Em vừa cập bến được một số cái dòng hoa siêu đáng yêu luôn. Đây, sau đây em sẽ lên em giới thiệu nhá. Đầu tiên
là em khui thùng ra em giới thiệu với các bác một cái dòng vũ nữ. Tên em nó là Hồng Lâu Mộng nhá. Ôi giời ơi, thơm thơm dã man luôn, thơm cực kỳ luôn các bác ơi. Thơm lắm lắm luôn ý. Thế này, em nó nhỏ nhưng em có võ nhá. Hoa ra quanh năm này. Ôi, cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhá các bác nhá. Gốc nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái hàng này thì 100% về các bác sang chậu cho em để cho nó đẻ cây nhá. Này các bác nhìn này, đẻ rất là nhiều cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Hoa thì nhỏ nhỏ thôi, nó là dòng vũ nữ hoa nhỏ nhá. Siêu thơm luôn, thơm lắm. Ở đây em có dỡ ra mà nó thơm thơm em rứt cả đầu luôn này. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác nhá. Này hoa nó ra quanh năm này, rất là nhiều ngồng hoa nhá. Hoa nhỏ li ti rất là nhiều luôn. Rất là xinh luôn, các bác mua có thể là các bác mua mấy giò về các bác vào ghép vào thành một chậu lớn nhá. Nó rủ hoa ra thì siêu đẹp luôn. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 100k một chậu đi. Các bác mua 3 chậu em thấy miễn phí ship. Vũ nữ Hồng Lâu Mộng nhá, nghe tên đã thấy oai rồi. Đẹp chưa? Mà thơm lắm, cái độ thơm của nó thì thơm cực kỳ đây. Em đóng sẵn đây, hàng đóng sẵn họ gửi về cho em như này đây. Đấy, ở trong cốc này nhá. Đóng gói rất là cẩn thận. 100k một chậu này, 3 chậu các em miễn phí ship. Vũ nữ Hồng Lâu Mộng nhá. Và đây là một dòng địa lan Sato. Màu này là màu vàng chanh nhá các bác nhá. Vàng chanh này. Nưỡi nó hơi phẩy đỏ một tí, cái bông hoa nó chưa nở hết nhá. Chậu này một trung bình nó một chậu nó có từ 4 vòi. Em bán từ 4 vòi. Tại vì là có vòi, có chậu 5 vòi thì em để bù và em bán những cái chậu 3 vòi. Đấy. Một chậu 4 vòi như thế này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá 240.000 một chậu. Các bác nghe nó giật mình không? Chưa bao giờ rẻ như năm nay. Những cái hàng này là như năm ngoái, năm kia chúng em toàn bán 450, 500 là rẻ rồi. Còn năm kia là 600-700 nhá. Hôm nay có 240.000 thôi. Các bác mua 2 chậu em Thúy miễn phí ship. Và cái hàng này, đối với cái hàng này các bác về cũng sang chậu cho em, đặt nó vào một cái chậu sứ có chân để mình bày lên cho nó đẹp và cho giá thể. Nó là vỏ thông vụn nhá. Và các bác ơi, cái hàng này thì các bác không cần tưới nhiều. Các bác tưới nhẹ nhẹ nó vào gốc giúp em. Và cái khi các bác sang chậu thì dưới, nguyên tắc là dưới cái đáy chậu các bác phải nót xốp và phải có lỗ thoáng nước nhá. Đây các bác ơi, đẹp chưa? Nó là đẹp mê ly tổ quốc ta ơi. Giá độc chỉ có 240.000 thôi. Tội gì mà không chơi. Mình chơi cái này hoa, mà cái hoa này, dòng hoa này cực bền nhá. Chơi được 4-5 tháng, em không nói dối một tí nào luôn. Các bác nào, năm nào nhà em cũng bán các bác năm, mà hầu như nhà các bác nào cũng chơi thì biết rồi đấy. Mình chơi từ bây giờ trở đi, hoa nhà lúc nào ở cái phòng khách cũng có hoa đẹp lung linh này. Chơi qua Tết luôn. Đó, 240.000 thôi nhá. Giá rẻ giật mình luôn, mà đẹp nhá. Hàng này nó ít vòi nhưng mà nó chất lượng hơn. Các bác mua nhiều vòi về nó cũng chi chít thì nó cũng trông nó cũng không, nó rối mắt nhá. Đó, đẹp lắm. Đây, nhà em vừa cập bến được một loạt những cái dòng Vanda siêu hoa luôn. Và bông to đại nhá. Rất là nhiều màu hoa. Và hàng này là thực tế là đang có hoa ở trên cây. Thế còn trong quá trình vận chuyển thì em nói cũng nói trước luôn với các bác là về nhà các bác nó có còn hoa hay tươi hay không thì các bác cũng hoan hỉ giúp em. Tại vì đây là mình mua là mua mặt hoa nhá. Mình mua là mua mặt hoa. Hàng này và em khẳng định với các bác đây là Vanda lá xếp. Có cây to, có cây nhỏ. Nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Đầu tiên nó là một mặt hoa này. Em gọi đây này, đây đốm này nhá. Mặt em gọi đây này là mặt hoa số 1 nhá. Bông hoa này rất là chùm nhá, rất là nhiều hoa số 1 này. Đấy. Và đây là số 2 này. Ôi. Các bác ơi, hoa này thì chơi siêu bền luôn. Mặt hoa này mặt hoa số 2 nhá. Mặt hoa số 2 này. Đấy, các bác nhìn này. Thế đây là cũng là số 1 nhá. Đó. Đẹp chưa? Đẹp lắm. Mặt hoa này mặt hoa số 3 nhá các bác nhá. Mặt hoa số 3 đây. Đây. Nó bông này nó chưa nở, nó chưa nở hết ra này. Nhìn nó chưa được căng hết ra. Mặt hoa số 3 đây nhá. Đấy. Đẹp lắm. Đây, mặt hoa số 3 này. Và mặt hoa số 4 đó là tím tím blue đốm nhá. Tím blue đốm. Đây các bác ơi. Đẹp lắm.
đây là cái bông hoa của nó đây, còn cái này nó có một số cái nó vẫn còn đang có nụ nhá. Đấy, tím blue đốm này, mặt hoa số 4 này. Đây 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 cũng là một cái mặt hoa kia. Đây và mặt hoa số 5 là vàng chanh đốm nhá. Vàng chanh đốm mặt hoa số 5. Ôi đẹp lắm các bác ơi. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Đây là mình bán mà bạn mua là mua mặt hoa nhá. Đẹp lắm, và cái hàng này thì nó sẽ ra hoa quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Chứ không phải là cứ là một năm nó chỉ ra một lần, mà một năm nó ra rất nhiều lần, hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Và hàng này là hàng dễ gió, cho nên là về các bác có để như vậy, các bác treo cũng được, hoặc các bác cấy sang cái gì thì các bác cũng tránh cho em nhiều giá thể nhá. Cho nhiều giá thể là nó sẽ thối rễ, để nó sẽ lan lên cây rồi nó chết. Đây các bác nhìn đi, ở bên Thái hỏi tưởng họ trồng này không có cái gì nhá. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới phân thuốc cho em một lần. Đấy các bác xem này, đại nhạc hội rất là lung linh, rất là nhiều mặt hoa. Đấy em vừa cho các bác xem mặt hoa thực tế đấy nhá. Đẹp lắm, bông hoa to đại nhá, chùm nhá. Và đây là một cái dòng phi điệp 5 cánh trắng mắt ngọc. Hàng này là chuẩn giống Đài Loan, được vì người Việt Nam mình trồng nhá các bác nhá. Đây, và hàng giờ nó đã rụng lá rồi, nó đang sưng mắt nụ để chờ hoa Tết nhá các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này, siêu đẹp luôn, chuẩn giống Đài Loan nhá. Và cái dòng phi điệp này nó cũng cực kỳ là thơm, 5 cánh trắng mắt ngọc nhá, thơm lắm. Đây, có một cái cây này nó đã ra hoa bói rồi này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, nụ đây nhá. Hàng này em Thúy sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Một chậu nó có trung bình, nó có từ 4 ngọn trở lên nhá. Và đặc biệt cái lô lần này này, cùng cái giống này nhưng mà mọi lần cây nó chỉ cọng nó chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi. Nhưng hôm nay em mua được cái lô này, cọng nó gọi là bụ, to bụ so với cái mặt hàng này, chứ không phải là to bụ cực kỳ so với những mặt hàng khác nha các bác nhá. 130.000 một chậu như thế này. Đây, các bác mua 3 chậu em Thúy sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn, một chậu em cũng đi hàng, em ấy đi hàng nhá. Ghép đơn có nghĩa là một, các bác ghép đơn một chậu này một chậu kia thì em Thúy đi hàng nhá. Đây em ra em cho các bác xem cận cảnh cái mắt nó sưng lên rồi. Đây các bác nhìn thấy chưa, sưng gai lên rồi đây nhá. Đó, đây này, gai hết lên rồi đây này. Đây này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Giá cực kỳ yêu thương luôn, 130.000 một chậu, 3 chậu các bác. Em được, các bác được miễn phí ship nhá. Và chuẩn hàng này em bảo hành cho các bác chuẩn giống Đài Loan nhá. Đấy, và các bác ơi, cái hàng này giờ nó đang rụng lá để nó chờ hoa nhá. Không, các bác về mua em quay rõ như vậy, không là sợ các bác về các bác lại bảo là nó rụng lá như vậy nó không lên được, nó không sống được, rồi tôi không lấy đâu, tôi trả về. Là đây là hàng này, là hàng em quay thực tế nhá, chứ không phải là các bác tự các bác gọi là lấy cho tôi một cây thật đẹp đâu nhá. Là cái hàng này là đang không chưa có lá nhá, à không có lá nhá các bác nhá. Đây này các bác ơi, nhìn nụ này. Sướng chưa? Chỗ này nó hơi bị ánh nắng trên này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nụ đấy, sướng chưa? Đấy có cái nào, có cái sưng nụ, có cái đang nụ nó phòi ra rồi nhá các bác nhá. Đen dô Úc nhá các bác ơi, hàng siêu hoa luôn nhá. Phải gọi là hàng siêu siêu hoa luôn. Các bác nhìn này, trên một chậu nó ra nhiều hoa lắm. Trời ơi, nó ra hết đợt này đến đợt kia này các bác ơi. Cái này vì sao em gọi là đen dô siêu hoa? Các bác này, thậm chí có một nhánh nữa nhá, một cái mắt nào nó ra 3 bông hoa đây này. Một cái nhánh, cái kẽ lá cây nó ra 3 bông hoa. Và cái hàng này thì mình sẽ chơi gọi là bền cực kỳ luôn. Em bán cách đây 5 năm rồi, em biết rồi. Các bác ạ, đây này. Cây này, một cái bụi này thì nó phải 5-60 cây nhá. 5-60 cây đấy này, em đếm, em không đếm nên em đoán vậy, thậm chí nó hơn nhá. Cây này này nó đang đẻ này. Đối với cái hàng này thì các bác về lên sang chậu cho em. Đấy, sang chậu nhá. Siêu to khổng lồ, cái chậu này nặng lắm. Sang chậu cho em, và cây nó chiều cao nó cũng chỉ ngắn ngắn này các bác nhá. Chiều cao nó chỉ như thế này thôi nhá. Đó, nhưng mà nó là bụi nhá. Và cái hàng này là hàng A cộng của nhà em. Tránh trường hợp các bác bảo là cái giá thành nó như thế này, ở bên kia nó bán bên kia. Bên kia nó là chậu bé, chúng em nhập không thể nhầm được, mà họ bán cho các bác giá nó rẻ hơn như vậy, nhưng mà họ vẫn lãi hơn nhà em. Nhà em bán hàng này là bán hàng A cộng, và
Chậu là chậu lớn, size lớn. Em sẽ chia sẻ với các bác giá 210.000 một chậu. Các bác mua từ 2 chậu trở lên em Thúy miễn phí ship. Và cái hoa này nó thơm, nó bền lắm các bác ơi. Bây giờ nó lên như cái này. Đó, các bác mấy nữa nó lại lên cách này. Và nó lại lên tiếp giờ cái cây khác chưa ra hoa nhá. Siêu hoa luôn. Lúc nó nở bung ra thì hoa nó sẽ như thế này. Và hoa chơi bền cực kỳ, mùi thơm thì cực kỳ là quyến rũ nhá. Bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đi các bác nhá. Đó, siêu hoa của nhà em luôn. Ôi, có những cái mà nó những cái chậu mà nó ra ít hoa ấy thì các bác nhìn ở trong ngách lá nó còn đang rất là nhiều hoa nó lên. Em Thúy chia sẻ các bác giá cực yêu luôn những cái chậu như thế này. Những hàng khác người ta bán 250 và có một cái loại bé hơn thì người ta bán 189, các bác không được nhầm nhá. Các bác xem kỹ hộ em tránh nhầm nhá. Em đán chia sẻ với các bác chậu siêu to khổng lồ nên giá 210.000 một chậu. Đó, rất là nhiều thân thì 6-70 thân hơn nữa nhá. Về cái này thì 100% là các bác phải sang chậu cho em. Và chăm sóc nó bình thường, 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới nước cho em nó một lần. À, tưới phân cho em nó một lần, còn hàng ngày vẫn tưới nước nhẹ nhẹ nhá. Và đây là cái dòng đen dô xuân, lá mít siêu béo ngậy nha các bác nhá. Rồi, toàn lá mít này, thân to mập béo ngậy nhá. Và tất cả đều đang có nụ đây, các bác nhìn thấy nụ chưa? Nụ chi chít nhá. Tất cả đều đang có nụ. Em cho các bác xem mặt hoa này. Hàng này chuẩn hoa Tết luôn nhá. Đen dô xuân này nó có nhiều mặt hoa lắm. Đó. Đây. Hồng, tím, vàng, trắng, vân vân. Rất là nhiều mặt hoa siêu đẹp, siêu thơm luôn nhá các bác nhá. Đấy. Một chậu như thế này, em Thúy sẽ chia sẻ với các bác giá là 180.000 một chậu. Các bác mua 2 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn, 1 chậu em vẫn gửi nhá. Đây này, 100% là thân tơ, đều đang có nụ rồi. Lá mít siêu béo ngậy luôn. Và cái hàng này thân cây nó ngắn ngắn nha các bác nhá. Nó chỉ tầm độ khoảng 20 đến 25 cm. Có cây là nó 30 cm. Và trên 1 chậu nó sẽ có thân ngắn thân dài. Hàng chuẩn lá mít. Đây, hàng chuẩn lá mít siêu béo ngậy luôn. Như cái thân này thì nó phải được 40, nhưng em cứ bán từ 20, 25, 30. Đấy. Các bác mua 2 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Hàng giờ đang chi chít nụ luôn. Nụ nhiều lắm, thân béo ngậy luôn. Các bác xem này, cây nào cũng nụ chi chít nhá. Đó. Hàng này là nhà em về bán siêu rẻ luôn. Những shop khác người ta toàn bán 200, 220, nhưng nhà em bán có 180.000. Và các bác ơi, đây là đen dô xuân loại A cộng nhá. Loại A cộng chứ không phải cái hàng kém chất lượng đâu. Hàng này hàng A cộng, về các bác có thể sang chậu cho em hoặc có thể để như vậy cũng được. Các bác có thể sang chậu thì trồng sang cái chậu mới cho nó đẻ con đây này. Đấy. Các bác trồng bằng vỏ thông cho em nhá. Thứ nhất là sang chậu mới trông cho nó để cho nó đẻ con, thứ hai nữa là trông cho cái chậu trông nó đẹp, nó thẩm mỹ hơn. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em, nó phân thuốc một lần giúp em ạ. Thì cây nó mới phát triển được nhá. 2 chậu em miễn phí ship và 180.000 một chậu ạ. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nó siêu đẹp luôn. Cái hàng này là 5 cánh trắng mắt ngọc, giống là giống của Đài Loan, được người Việt Nam mình trồng nhá các bác nhá. Đó, hàng đấy bây giờ là nó sẽ là chuẩn hoa Tết. Có một số cây là nó đang nứt nụ và một cơ số cây nó đang sưng nụ. Đây em cho các bác xem, đây là cây này. Đi, em cho các bác xem mặt hoa trước thôi nhá. Mặt hoa chuẩn giống Đài Loan luôn nhá các bác nhá. Siêu đẹp luôn và cái hàng này nó thơm lắm. Cái hàng vi điệp này thơm cực kỳ luôn. Đây. Em cho các bác xem nhá. Đây này cây này này. Đây này. Đây các bác nhìn thấy chưa? Nụ nó đang này, trắng ra rồi nhá. Đấy. Nụ đây này, bật hẳn ra rồi. Và đây này, như cái cây này này, nụ nó lại còn ra hoa bói hẳn hoi rồi nhá các bác nhá. Em quay cái chỗ này nó hơi bị nắng. Đó, chuẩn giống Đài Loan luôn nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy mắt nụ chưa? Đấy, sưng lên rồi nhá. Đó. Và cái hàng này đặc biệt một lần này em lấy nhá, cùng giống này như mọi khi là cái cây này này, nó chỉ bé bé xinh xinh thôi, cái cọng nó bé bé. Hôm nay này em mua được cái lô này, ôm được cái lô ở cái vườn này nhá. Hàng nó
cọng nó cực kỳ to bụ. To bụ so với cái giống này thôi chứ không phải so với những cây khác nhá. Và cái hàng này em sẽ chia sẻ với các bác này, giá là 130.000 một chậu. Đây, các bác mua 3 chậu nhá, 3 chậu như thế này em Thúy sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn một chậu em cũng vẫn đi hàng. Đây các bác ơi, 3 chậu như thế này. Và hàng này bây giờ em nói lại một lần nữa, nó rụng lá rồi, đang xuống lá để chờ hoa nhá. Đó, bụ chưa các bác ơi, 130.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như thế này em Thúy miễn phí ship nhá. Hoa cực kỳ là thơm luôn. Đây em bỏ cái chậu này à, nó có cái mắt nụ nó xuống đây nó khỏi. Đây để cho các bác xem review hẳn hoi. Không thì các bác bảo em là ABC. Đây, đây nụ nó gai hết lên rồi thì các bác nhìn đi. Đây này, đấy, cái nụ nó gai hết lên rồi đấy, các bác nhìn thấy rõ chưa. Về cái hàng này này các bác cứ treo chỗ nắng cho em nhé, đừng treo chỗ râm. Đấy, đây này, treo chỗ râm là nó hoa nó ra chậm mà nó không kịp Tết đâu. Thứ nhất, thứ hai là các bác tưới nước thì các bác tưới nước nó vào thân vào chậu cho em nhé, đừng tưới vào thân vào lá nhá. Đấy, ú luôn, 130.000 một em nhá.